Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 7 tháng 1. Mình là Hoàng Spin. Bắt đầu chuyền bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin nóng nhất đến từ đấu trường AFF Cup. Cuộc gặp khó trên sân khách, tuyển Việt Nam chỉ có được 1 điểm trước Indonesia. Làm khách trên Indonesia trong khuôn khổ lượt đi bán kết của AFF Cup được dự đoán là một trận đấu khó khăn của tuyển Việt Nam. Nó khó khăn ngay từ giờ thi đấu khi mà Indonesia đã cố tình đẩy giờ lên đá sớm nhằm khiến tuyển Việt Nam gặp xáo trộn trong sinh hoạt. Nhưng mà nói gì thì nói, khi mà bước vào trận đấu thì Indo cũng đá hay thật. Khác với Singapore chơi tử thủ thì Indonesia sẵn sàng chơi đôi công. Những cầu thủ của họ tỏ ra chất lượng và sung mãn hơn. Và trong một ngày mà những Hùng Dũng, Hoàng Đức hay là Quang Hải đá dưới sức thì Việt Nam đã bị chia cắt các tuyến hoàn toàn. Tiến Linh hay là Phan Văn Đức trên hàng công cũng thi đấu rất mờ nhạt. Thống kê cho thấy rằng tuyển Việt Nam chỉ sút được đúng 4 quả, trong đó có một quả sút trúng đích. Với Indo thì con số đó là gấp đôi, 8 cú sút và 2 cú sút trúng đích. Anh em bắt đầu nói đùa nhau rằng chắc là tại mặt cỏ nước bạn đẹp quá, sân mướt quá nên là tuyển Việt Nam đá không quen. Đợi lượt trận sau về thánh địa Mỹ Đình nên mà có mặt cỏ quen thuộc thì Indonesia sẽ biết thế nào là lễ hội. Huấn luyện viên Park Hang-seo không bắt tay người đồng nghiệp bên phía Indonesia. Sau khi mà trận đấu kết thúc thì ít người để ý rằng huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta đã không bắt tay đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia. Trong buổi họp báo thì huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chia sẻ rằng: "Tôi có ý định bắt tay nhưng mà ông Park lại quay đi." Còn huấn luyện viên Park thì lại khá bực tức khi mà được hỏi câu hỏi này. Ông nói rằng: "Tại sao có thể hỏi chuyện cá nhân ở đây cơ chứ? Tôi và ông Shin có quan hệ hơi bất tiện một chút." Chắc là hai ông lại giận dỗi gì nhau rồi. Còn về trận đấu thì huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm: "Tôi chúc mừng các cầu thủ, họ đã thi đấu đầy cố gắng và phát huy được tinh thần Việt Nam. Hòa trên sân khách coi như là chúng ta đã thắng. Các trận đấu trên sân của đối phương chưa bao giờ là dễ dàng." Còn khi được hỏi về việc đổi giờ thi đấu, ông Park chia sẻ: "Theo như tôi biết, lịch ban đầu là đá lúc 19:30, nhưng mà sau đó chuyển sang sớm hơn. Hai đội đá vào giờ đó như nhau nên là tôi cũng không muốn đánh giá gì. Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào hoàn cảnh nước sở tại, chúng ta nên tôn trọng." Cổ động viên Indonesia săn lùng đoàn Văn Hậu trên mạng xã hội. Vâng, vẫn như thường lệ thì ở trận đấu hôm qua, Văn Hậu lại vẫn có những pha vào bóng rất chi là ố dề. Đỉnh điểm đó là pha tranh chấp ở phút thứ 54. Khi đó thì Văn Hậu đã có một pha vào bóng bằng cả hai chân. Hay nói đúng hơn thì đó là một pha kê bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm. Anh đã nhảy bổ vào chân đối phương rồi sau đó khiến cả hai phải lăn ra đất. Trọng tài đã quan sát tình huống đó nhưng mà không đưa ra tấm thẻ nào. Cũng may cho Văn Hậu và tuyển Việt Nam đó là AFF không có VAR. Chứ nếu mà có VAR thì tôi tin chắc rằng đến 99,9% Văn Hậu sẽ ăn thẻ đỏ ở tình huống đó. Trọng tài có thể bỏ qua nhưng mà cổ động viên Indo thì không thể bỏ qua cho Văn Hậu. Răng cưa mận của Indo bắt đầu tỏ ra giận dữ. Họ vào các fanpage bóng đá và chia sẻ hình ảnh phạm lỗi của Văn Hậu. Trên trang cá nhân Facebook và Instagram của mình thì Văn Hậu đã phải tắt bình luận đi. Ngoài ra thì báo chí Indo cũng liên tục lên án về pha phạm lỗi này của anh. Huyền thoại Italia Vialli qua đời ở tuổi 58. Bóng đá thế giới ngày hôm qua vừa phải đón nhận thêm một tin buồn khi mà cựu tiền đạo của Italia, ông Vialli, vừa mới qua đời ở tuổi 58 do ung thư tuyến tụy. Theo thông báo của gia đình, Vialli có đoạn: "Ông qua đời trước vòng tay gia đình vào đêm qua sau 5 năm đối mặt với bệnh tật. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ Vialli. Ký ức về tấm gương của ông sẽ sống mãi trong trái tim của chúng ta." Vialli được chẩn đoán ung thư tuyến tụy lần đầu vào năm 2017. Năm 2021 thì căn bệnh của ông tái phát. Tháng 12 vừa qua thì ông đã thôi giữ chức vụ trưởng đoàn của tuyển Italia để trị bệnh thêm. Khi còn là cầu thủ thì ông là một tiền đạo cự phách, từng tỏa sáng chói lóa trong áo của Sampdoria. Ông đưa câu lạc bộ đến một kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử khi mà một lần vô địch Serie A, 3 lần đoạt cúp Italia, một siêu cúp Italia và một cúp C2. Đó thì ông chuyển qua Juventus và giúp câu lạc bộ này giành Champions League năm 1996. Năm 2020 thì ông là trưởng đoàn giúp Italia vô địch Euro. De Gea báo thủ nhưng Everton còn báo hơn. Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu giữa Everton và Manchester United trong khuôn khổ cúp FA. Ngay ở phút thứ 3 thì Manchester United đã mở tỷ số sau pha đệm bóng ghi bàn của Anthony. Nhưng mà chỉ sau đó chỉ 10 phút thôi thì thủ thành De Gea đã báo. Sau một pha căng ngang cũng không quá nguy hiểm của Everton, bóng đã tìm đến chân của De Gea. Bình thường thì chân của De Gea được đánh giá rất cao, anh phản xạ rất tốt. Nhưng mà hôm nay thì nó lạ lắm. Anh đã để bóng trôi qua hai chân của mình tạo điều kiện cho Everton ghi bàn gỡ hòa. Mà cho De Gea là hôm nay ở trên sân không chỉ mỗi anh báo, mà hàng hậu vệ của Everton cũng báo. Phút thứ 52 sau pha căng ngang của Rashford, hậu vệ Everton chẳng hiểu lung tung pha bóng như thế nào mà đã đưa bóng thẳng về lưới nhà. Cú dứt điểm phải nói là như của một tiền đạo ạ. Rồi sau đó đến phút thứ 90+5, hậu vệ của Everton tiếp tục phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho Manchester United một quả pen. Và trong một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa của mình, Rashford đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 dành cho Manchester United. Từ đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 7 tháng 1 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đi kênh và nhấn chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.